Hi, chào các bạn. Hôm nay Jane và Happy Skin xin giới thiệu với các bạn một công thức làm DIY cực kỳ dễ làm và cũng như rất là dễ để kiếm các nguyên liệu. Đó chính là công thức dầu dưỡng da chống lão hóa. Chúng ta bắt đầu công thức với 100g dầu dưỡng, bao gồm 35g dầu hạt mâm xôi đỏ organic, 26g dầu hạt lựu organic, 10g dầu lưu ly organic và 10g dầu hạt thì lá đen organic, 22g dầu hạt Medoform organic và 10g dầu hạt xương rồng organic, 5g chiết xuất rượu sake, 5g chiết xuất vitamin C tan trong dầu, 1g vitamin E và 1g hỗn hợp tinh dầu bao gồm có tinh dầu cà rốt seed oil, tinh dầu hương trầm và tinh dầu hoa phong lữ. Tiếp theo, chúng ta chuẩn bị các dụng cụ như lọ đựng, cân, dụng cụ đông và cồn sát khuẩn. Việc đầu tiên, chúng ta cần sát khuẩn dụng cụ đông và các chai đựng sản phẩm sau đó. Sau khi chuẩn bị đầy đủ tất cả các nguyên liệu và dụng cụ, chúng ta chỉ việc cân và hòa trộn các thành phần này lại với nhau. Trong công thức này, chúng ta có chứa các loại dầu nhẹ, rất dễ cho hàng thống đầu da và phù hợp với mọi loại da, kể cả da dầu cũng như da nhạy cảm. Và bên cạnh đó, chúng ta có chứa các chiết xuất giúp làm sáng da và chống lão hóa rất hiệu quả. Và sau đó trộn với nhau. Thử ra tay và cho vào lọ đựng. Thật là đơn giản phải không nào? Thế là chúng ta đã có được một loại dầu dưỡng da dành cho mọi loại da và chống lão hóa. Trên hy vọng các bạn yêu thích công thức này và chúc các bạn thành công. Bye bye.